Xin chào tất cả nhà. Hôm nay tôi xin được hát một sáng tác mới nhất của Hoàng Thanh Tâm, phổ từ thơ của nhà thơ Mục Tú. Bài thơ rất là buồn. Bài thơ nói về cái đại thảm họa của toàn nhân loại chúng ta đang phải gánh chịu hôm nay. Đó là đại dịch Corona. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nếu, một sáng tác của Hoàng Thanh Tâm, phổ từ thơ của nhà thơ Mục Tú. Ta đã thoát hình hài,
nếu một ngày buổi cho ta trở lại, lần sau cùng xin được bón cây xanh, hồn theo vận thơ buồn cùng nhân loại. Thiên nhiên ơi, ta ẩn hiện giữa điêu vân. Nếu một ngày người xưa về thăm lại, biết tìm đâu nấm mộ để mà thương. Xin thắp nến trầm hương buồn tê tái, khải tàn đêm rười rượi khúc chiêu.